Xin chào mừng quý vị cùng quay trở lại với bản tin sáng ngày hôm nay trên kênh truyền hình FPNC. Và chúng ta đang đến với chuyên mục chuyên gia thị trường, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với vị khách mời quen thuộc của chương trình, đó là anh Nguyễn Công Nguyên, giám đốc phân tích và đầu tư công ty chứng khoán Beta. Xin chào anh. Chào buổi sáng Viên. Vâng, rất vui được gặp lại anh trong chương trình sáng nay. Vâng, thưa anh, thì sau phiên thủng mốc 1.000 điểm của VN Index thì có vẻ như là với mức thanh khoản ngày càng thu hẹp, chúng ta có thể nhìn thấy được. Và phiên giảm ngày hôm nay nó càng cho chúng ta có một cái cảm giác mà tôi có thể tạm gọi là bất an về thị trường. Anh nhận xét như thế nào, và liệu có cái điểm gì để có thể níu giữ cái niềm tin của chúng ta về thị trường nữa không? Đúng là niềm tin của nhà đầu tư về thị trường thời điểm hiện tại thì thực sự là cái niềm tin này cũng đang bị đổ vỡ, mà chưa có một cái điều kiện nào hoặc chưa hội đủ các yếu tố đủ để hàn gắn cái niềm tin này với thị trường. Cái điều là cái sự thật là chúng ta không thể nào phủ nhận được. Xét về cả một giai đoạn là Viên thấy thực tế thị trường của chúng ta đang ở trong giai đoạn mà giảm trung hạn, không phải là ngắn hạn nữa. Và khi thị trường ở trong đang thời kỳ trung hạn này, bất cứ một cái phiên hồi nào, cả là về kỹ thuật, cả là việc bắt đáy vội vàng, bắt đáy sớm thì cũng đều chỉ có thể kéo dài, có thể trong một thời gian rất ngắn. Bởi vì chúng ta, thị trường chúng ta muốn tăng trưởng trở lại, muốn lấy niềm tin trở lại thì nhất định phải có một cái giai đoạn gọi là giai đoạn tích lũy. Mà rõ ràng là chúng ta chưa trải qua giai đoạn tích lũy ở trên tất cả các chỉ số. Thị trường trải qua một giai đoạn giảm điểm đến đây là 6 tuần rồi. Chúng ta trước đây là cuối năm 2017 thì chúng ta là thị trường mà hiệu quả nhất so với các chỉ số khác thế giới, và đến thời điểm này thì chúng ta phải chấp nhận rằng là chúng ta đang ở cái thị trường là trong vòng một tháng vừa qua là thị trường mà kém hiệu quả nhất, đứng thứ hai chỉ sau Indonesia. Cái câu chuyện thị trường tiếp tục giao dịch ở cái mức độ này thì phụ thuộc rất nhiều yếu tố vào cái dòng tiền, cái niềm tin mà để níu kéo ở thời điểm này thì chỉ có chờ đợi là cái sự tham gia của dòng tiền lớn. Nó phải là dòng tiền lớn và dòng tiền trung và dài hạn. Còn dòng tiền ngắn hạn, dòng tiền tham gia bắt đáy như phiên ngày thứ ba chúng ta thấy dòng tiền đã tham gia vào bắt đáy là rất nhanh, nhưng mà đây là sự tham gia bắt đáy là ở những dòng tiền nhỏ lẻ, biểu hiện rằng cái thanh khoản trong phiên đó cũng không thực sự là cao. Và cho đến khi đến cuối phiên ngày thứ ba thì trong cái ATC thì chúng ta thấy là thị trường đóng cửa cái mức không phải cao nhất trong ngày và đã bị ép xuống bởi vì rất nhiều cổ phiếu bán ra trong vùng giá cao để thoát hàng. Thì tôi cho rằng là cái kỳ vọng ở thời điểm hiện tại thì chúng ta hãy kỳ vọng vào những cái phiên mà thị trường tích lũy các cổ phiếu giao dịch ở vùng biên độ giao động hẹp thì chúng ta sẽ có cơ hội lớn hơn. Còn nếu không thì cái tâm lý này hiện tại chúng ta rất khó có thể tìm được bất cứ một cái điểm nào mà chúng ta có thể bố víu vào. Vâng, cảm ơn anh. Và cũng trong cái bối cảnh đó thì chúng ta thấy là trong cái phiên giao dịch ngày hôm qua, đúng rồi, thì là một phiên có thể nói là đại bại của ngành ngân hàng, nhóm ngân hàng, đúng không? Thậm chí có những cổ phiếu ngân hàng mà bị cả cái nhà đầu tư ngoại lẫn nội ồ ạt bán ra, điển hình như HD Bank chẳng hạn. Thì anh nghĩ sao về vấn đề này? HD Bank thì đúng, chúng ta đã thấy rằng HD Bank là một trong những cổ phiếu trong nhóm ngành ngân hàng, mà nhóm ngành ngân hàng thời kỳ vừa qua cùng với lại cái quá trình mà giảm điểm của chỉ số thì những cái thiệt hại mà do nhóm ngành này gây ra cũng tương tự như những nhóm ngành này đã tạo lên cái điện tăng điểm cho cái đợt mà đến cuối năm 2017. Thì đây cũng là cái chuyện mà tôi nghĩ rằng là cũng không phải thực sự là quá bất ngờ, bởi vì HD Bank sau khi niêm yết đã có những cái bước tăng trưởng cực kỳ là mạnh mẽ, bứt tốc rất nhanh. Và sau đó thì cái phiên giảm điểm ngày hôm qua có lẽ là cả khối nội và khối ngoại cùng bán, chúng ta thấy khá là ngạc nhiên, nên tôi cho rằng đây cũng trời hết sức là ngẫu nhiên thôi. Và HD Bank thì trong cái chu kỳ giảm điểm vừa rồi của HD Bank trong một tháng vừa qua thì trong đó đến phiên ngày hôm qua cũng là phiên thứ 5, tôi nhớ không lầm là phiên thứ 5 giảm điểm sâu như vậy, chứ là không phải là cái sự đột biến bất ngờ gì. Đến cái thời điểm mà nhà đầu tư đã hết sức chịu đựng ở cổ phiếu này và họ muốn thoát hàng ra thì một cái hết sức là ngẫu nhiên là họ đã bán ra. Đặc biệt rằng là cái kỳ vọng chủ thị trường chung hiện tại của chúng ta vừa nhắc tới là kỳ vọng của thị trường chung bây giờ là không có nhiều điểm sáng, thì tôi cho rằng HD Bank cũng chỉ là một trong những cái cổ phiếu mà đã bị bán ra trong cái thời điểm mà cùng một lúc một thời điểm cả Hà Nội và các ngoại đều bán, thì cái điểm số là HD Bank là tổn thương là khá lớn phiên ngày hôm qua. Nhưng mà trước đó cũng đã có 4 phiên tương tự là như vậy, chứ không phải là chỉ một phiên duy nhất ngày hôm qua. Thì tôi cho rằng điều này cũng không phải thực sự là cái gì quá khó lý giải, đơn giản nó chỉ là một cái sự ngẫu nhiên. Và trong thị trường chung như vậy thì chúng ta khó có thể nào mà có thể giữ nhịp được một cái cổ phiếu mà đã bị bán ra đồng loạt như vậy. Vâng, cảm ơn anh. Thế còn trong tình trạng thị trường đang tạo đáy như thế này thì với những nhà đầu tư mà muốn đầu tư cổ phiếu dài hạn, thế thì cái tiêu chí để mà xét chọn, để mà cân nhắc cái cổ phiếu hay là ngành thì nên như thế nào thưa?
Đầu tiên có lẽ chúng ta bàn về cái việc mà tạo đáy, thì tôi cho rằng ở thời điểm này thực tế thì thị trường của chúng ta đang ở trong cái hình thành vùng đáy, chứ thực sự đáy thực sự chúng ta là hoàn toàn chúng ta là chưa tạo ra. Bởi vì điểm đáy thì chỉ có một điểm thôi, nhưng vùng đáy thì nhà đầu tư cũng phải nên nhớ rằng vùng đáy đó là một cái cả một cái vùng mà có thể rộng, có thể là không thể phải là chỉ một vài phiên. Cho nên cái câu chuyện mà chúng ta nghĩ rằng những nhà đầu tư mà tham gia vào thời điểm bắt đáy thời điểm này là khá là rủi ro, đặc biệt là nhà đầu tư ngắn hạn T cộng. Nhà đầu tư tham gia ngắn hạn thời điểm này là hầu như đều bị tổn thương rất lớn. Những cái dòng tiền mà bắt trung hạn, dòng tiền mà dài hạn ấy, thì nhất định rằng không phải hình thành cái danh mục đó trong một vài ngày. Có nghĩa là phải kéo dài họ mới tạo thành một cái danh mục chung và dài hạn. Tôi thấy rằng là cái chuyện mà chọn những cổ phiếu để bắt đáy trong thời điểm này, tôi nghĩ rằng chỉ dành cho những nhà đầu tư thực sự là họ đang có một lượng tiền mặt đầy đủ và họ không bị tổn thương trước đó. Tức là họ đã chốt lời vùng giá cao trước, thì họ có thể mua một phần cổ phiếu để tích lũy dần. Chúng ta có thể chọn lựa, đặc biệt chúng ta vẫn cứ tôi vẫn kỳ vọng là ngân hàng ở kỳ cuối năm 2018 với vấn đề xử lý nợ xấu cũng như là được cái hưởng lợi vấn đề tăng trưởng GDP. Bên cạnh đó là nhóm ngành chứng khoán, một số cổ phiếu cũng đã điều chỉnh ở vùng giá mà có thể là tạm gọi là chấp nhận được. Và có lẽ rằng một nhóm ngành nữa tôi nghĩ nhà đầu tư cũng cần cân nhắc đó chính là nhóm ngành dầu khí, nhưng mà tôi có lẽ tôi chỉ đề cử quan tâm đến là đó là cổ phiếu của PLX và gas thì chúng ta có thể xem xét, bởi vì giá dầu hiện tại cũng đang ở cái vùng mà cao nhất trong vòng một năm. Đó là những cái mà nhà đầu tư có thể tham gia, nhưng nên nhớ một điều, thị trường đang ở trong thời gian dò đáy và đáy thì thực sự chưa hình thành. Cho nên quyết định giải ngân thời điểm này là quyết định thực sự khó khăn, và cái xác suất để chọn ra cổ phiếu đúng hoàn toàn là rất thấp, thì nhà đầu tư hãy cân nhắc ở những rủi ro đem lại nếu chúng ta lựa chọn sai. Xin được cảm ơn anh rất nhiều về những thông tin chia sẻ rất thiết thực trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Thiên. Và kính thưa quý vị, chúng ta vừa có cuộc trò chuyện cùng anh Nguyễn Công Nguyên là giám đốc phân tích và đầu tư công ty chứng khoán Beta. Và những thông tin vừa rồi cũng mang tính chất tham khảo đến từ chuyên gia chứng khoán. Và Phi Yến hy vọng là quý vị sẽ có được những thông tin bổ ích cho các quyết định đầu tư thành công của mình trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Và đến đây thì bản tin sáng ngày hôm nay trên kênh truyền hình FPNC cũng xin được khép lại. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Phi Yến xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.